Hôm nay tiếp tục là một ngày mệt mỏi vì nắng nóng gay gắt với người dân miền Bắc và miền Trung. Điểm đặc biệt của đợt nắng nóng này là nắng chói chang từ sáng sớm cho đến chiều muộn, thời gian nhiệt độ cao kéo dài trong ngày và chỉ số tia cực tím chiếu mạnh gây nguy hiểm cho sức khỏe. Và chính vì thế mà người dân nếu phải ra đường vào lúc trưa thì cần có các biện pháp chủ động để có thể tránh nắng. Điều đáng lo ngại là đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài cho tới giữa tuần sau. Sáng nay ở các tỉnh miền Bắc, trời hết âm u như mấy ngày trước, thay vào đó là nắng rát và mạnh từ sáng sớm. Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng đã là 31 độ C và liên tục tăng mạnh cho đến trưa, chiều với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 độ C. Đây là mức nhiệt được cho là tiêu chuẩn trong vườn khí tượng. Thực tế nhiệt độ ngoài trời còn có thể lên đến 45 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tia tử ngoại có giá trị từ 7 cho đến 10 tại các thành phố lớn, ứng với mức ảnh hưởng gây nguy hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp. Thời gian nền nhiệt cao trong ngày khoảng 12 tiếng, nên nếu làm việc ở ngoài trời, nhiều người sẽ có cảm thấy sự chóng mặt, mệt mỏi vì say nắng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện năng và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 12 tháng 6.